Hi, mình Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Tiếp tục với chủ đề moi thăm nha mọi người. Thì có nhiều bạn cũng kêu mình làm về chủ đề moi thăm xài son có thăm không, và cũng rất nhiều có nhiều câu hỏi nha mọi người. Thì hôm nay mình nói về xài son có thăm không nha mọi người. Thì cũng nói về moi thăm nha cả nhà. Moi thăm thường á, bây giờ á mình không nói thì mọi người cũng biết là xài son là thăm. Cả nhà đa số cả nhà có bạn còn nói là bây giờ xài son càng nhiều thì càng thăm, thì cái con đó cũng có làm tao mấy đồ như vậy. Cả nhà thì cũng nói vậy là y chang, cũng có đúng nha cả nhà. Thì xài như thế nào, và thăm nhiều hay là thăm ít, và xài son có thăm hay là không thăm, thì mình nói theo như mình tìm hiểu thì có những bạn nói là không có thăm nha các bạn. Nhưng mà mình lại nói ngược lại, những bạn ấy trên kia nói là không thăm, nhưng mà mình phải nói là có thăm nha mọi người. Thì mình cũng có xem một cái video của một cái bạn đó, kêu là xài son cũng có chì, nhưng mà chì rất là ít cho nên nó không có thăm. Thì mình cũng chia sẻ lại với các bạn là xài son có thăm hay. Mình tìm hiểu nhiều lắm mọi người. Thì bởi vì môi mình từ xưa giờ mình phải xài son mọi người ơi, thì nó cũng nói đi thì cũng nói lại, thì mình cũng phun xăm rồi, mình làm đẹp mà các bạn, mình làm bên phun xăm thì tự nhiên mình phải khử môi thăm mình rồi. Môi mình là nó hồng tự nhiên, nó không có son, cũng không có gọi là gì ta, không có thôi, nói chung là mình khử thăm là nó hồng tự nhiên đó mọi người. Thì mình không có bao giờ mình xài son, cho nên mình cũng không biết là son nó có thăm cái nào hay là không. Nhưng mà theo như mình biết, mình tìm hiểu á là có nha các bạn. Là những người bên cạnh mình, những đứa cháu mình xài nè, thì mấy đứa tuổi tiên bây giờ nhỏ không mà 17 tuổi là xài son rồi cả nhà. Thì ví dụ như cháu mình đi, một đứa nó xài son nhiều ha, thì nó sẽ thăm nhiều là như vậy nè. Thì mình đồng ý, mình tìm hiểu thì trong một cái son mà với cái son hàng hiệu nha các bạn, son hàng hiệu, son mà có kiểm định rồi á, thì nó sẽ là nó có chì, nhưng mà chì nó rất là ít. Thì cũng giống như các bạn đó tìm hiểu đúng mà mình thấy là rất ít chì thiệt, nhưng mà rất ít không có nghĩa là không có chì. Thì các bạn hình dung được đi, là hình dung ít là tức là có chì nha các bạn, nhưng ít thôi. Những cái sản phẩm mà những cái son mà các bạn mua đúng phải dùng cái từ là có kiểm duyệt rồi á, thì nó có thương hiệu rồi á, thì các bạn xài nó sẽ ít thâm hơn so với những cái cây son mà các bạn mua cho nổi ngoài thị trường, mua hàng giả đó, dùng từ là vậy đó các bạn. Thì bây giờ hàng rẻ đa số những tuổi teen xài, tại sao sao thâm nhiều là vậy á. Tuổi teen mình nói, đang nói hai đứa cháu mình mà mình bắt qua nữa, hồi mình quay lại chủ đề đó nha các bạn. Tại sao tuổi teen giờ xài bị thâm nhiều? Tuổi teen bây giờ đâu có tiền nhiều đâu các bạn. Mình không coi thường các bạn ấy, nhưng mà thiệt tuổi teen thì tuổi còn nhỏ mà đâu có làm ra tiền, xin tiền cha mẹ không mà, cho nên đâu thể nào xài mà cái son mấy trăm ngàn, có chăng nữa cũng hiếm hoi lắm á. Thì chỉ xài cái son vài chục ngàn thôi là thường là như vậy nha các bạn. Thứ nhất, các bạn biết cách xài son thì nó cũng đỡ bị thâm. Nói chung mà xài son nó sẽ thâm, tóm lại là mình nói một từ nó sẽ thâm nha các bạn, chứ không phải là không thâm nha. Xài son có thâm hay không là có thâm nha, và thâm nhiều hay là thâm ít đó. Ví dụ như hai đứa cháu mình quay lại chủ đề này, hai đứa cháu mình đi, ví dụ mà hai cháu mình là một đứa thì nó xài, hai đứa đều tuổi teen nha các bạn, một đứa nó xài ít, lâu nó xài lực đó. Thì mình nói những cái son rẻ tiền đó, thì mình không nói, chưa nói đến những cái son mắc tiền nha, hàng hiệu nó khác nha. Thì còn một đứa thì nó xài thường xuyên luôn, thì cái đứa mà ít đó các bạn thì môi nó không bị thâm nha. Ví dụ như không thâm luôn, xài ít thì sẽ không thấy thâm luôn các bạn. Lâu lâu xài miếng thì nó không thấy thâm. Khi mà bé đó xài nhiều lên, cả bé kia xài nhiều rồi mình không nói, thì đã thâm rồi. Bé hai đứa, một đứa xài nhiều, đứa sẽ ít không thâm. Đứa xài nhiều bị thâm đen. Còn cái đứa mà sẽ ít sau này á, xài nhiều lên thì môi nó lại thâm nha các bạn. Đây là có thật nha các bạn. Đây là những cái lời tâm sự, là những cái gì mình chứng kiến, những cái gì mà mình thấy, nói chung là cái gì nó thực tế chút xíu á. Thì cái thằng bé mình đang nói hai đứa song song á, thì một đứa thâm, đứa nó không thâm, bởi vì đứa kia ít xài, với điều kiện nó ít xài nha, mà đứa đó sau này nó xài nhiều, nó lại môi mới thật sự mới thâm các bạn. Thì hỏi ra son xài chắc chắn là có thâm nha các bạn. Khi mà các bạn xài ít nó sẽ không thâm. Thứ nhất là các bạn xài lâu lâu các bạn xài ha, ít nhẹ thôi, mà
nó sẽ ít. Mà tuổi teen bây giờ đâu có chịu chắc nhẹ đâu, chắc toàn là đổ quét không các bạn, không bao giờ chắc ít. Mình thấy rồi, tuổi teen bây giờ xài toàn là đổ quét. Với lại mấy cái son mà nhiều loại cho nổi thị trường, son mà khô, son nói chung là son nào mà chỉ cần đậm là được á các bạn. Mà son sức mũi đồ lum thứ á, mấy cái đó càng dữ dội nha cả nhà, cái đó là quá chất không á. Thì không nói chị nữa, rất là quá chất luôn rồi chứ nó khủng khiếp hơn nữa. Thì những cái đó người ta chế biến ở ngoài, người ta làm không có thương hiệu thì mình xài nó càng thâm nha các bạn. Thì giống như con bé của mình á, mới nó xài ít không thâm, sau này xài nhiều nó cũng vẫn bị thâm. Đó là cháu mình ví dụ vậy ha. Còn các bạn muốn mà không thâm nữa, xài môi mà ít thâm mà an toàn thì các bạn có thể mua những cái son cao cấp một chút xíu, hàng hiệu chút xíu, nhưng mà xài ví dụ như mình đi đám tiệc mình xài, hoặc là tối các bạn đi ra ngoài các bạn xài chút thôi, đừng có lạm dụng quá. Nhưng cái tuổi teen thì nó chắc chắn là thâm 100% rồi đó các bạn. Thì mình thấy người nào mà sẽ ít son là nó ít thâm, thậm chí không thâm luôn, ít ra nó xương xương không thâm luôn, còn sau này xài nhiều quá thì nó lại thâm lại như vậy nha các bạn. Thì cái đó mình chia sẻ những gì mà mình biết, những gì mình thấy nha. Còn theo những gì mình tìm hiểu nữa, một phần là các bạn phải mua son xịn nè, nó sẽ không thâm nè. Thứ nhất, thứ hai là các bạn phải xài son mà đúng thời gian á, nó có cái gọi là tự nhiên quên người ta gọi là thời gian thời hạn sử dụng á các bạn. Đúng rồi, tự nhiên quên các bạn khùng lâu lâu quên. Thời hạn sử dụng á thì các bạn có thể cái son đó nó có hạn thời hạn sử dụng mà 2 năm đi, thì các bạn đa số các bạn xài cứ xài luôn không cần biết 2 năm hay là 3 năm, hay là cái son bây giờ cái thậm chí cái son dởm nó cũng không có để hạn sử dụng nữa. Cái son xịn nó mới có để hạn sử dụng, cái son dởm nó không có để hạn sử dụng luôn. Cho nên các bạn cứ tha hồ các bạn xài năm này tới năm kia, xài hoài luôn cái một cái son thì nó càng bị thâm là cái chỗ đó. Nhưng mà các bạn muốn không thâm, bớt thâm môi khi xài son là bạn xài ít thôi, xài ít đó theo như mình biết ha. Và có như cháu mình đã trải nghiệm là mình biết đó. Thì xài ít nhẹ nhẹ những lúc có sự kiện ha. Thứ nhất, thứ hai là các bạn muốn ít thâm nữa là bạn mua son mà son dạng như là son lip hai ít màu đó các bạn, thì xài với nó hồng môi thôi, đó là như vậy thì nó sẽ không thâm. Thậm chí các bạn xài ít như vậy nó sẽ không thâm luôn thiệt luôn á, nó ít lắm, ít lắm. Thì các bạn xài lạm dụng quá thì dĩ nhiên 100% là nó phải thâm lâu ngày dài tháng là nó thâm đen luôn nha các bạn. Nó thâm đen rồi sau này hỏi cứ hết hay không thì các bạn cứ tẩy môi dạng tẩy môi giống như mấy clip mình chia sẻ đó. Các bạn muốn hết hay không với bạn nào mà lỡ bị thâm rồi mà xài son thâm rồi thì mấy cái clip mình có chia sẻ mấy cái clip mà tẩy môi đó. Thì bây giờ mình nói sơ sơ thì các bạn biết, bạn nào mà xài son thâm rồi thì bằng tẩy bằng chanh nè, đường nè, các bạn pha vô mật ong, bạn pha cái chút vô hỗn hợp sờ đó, các bạn thoa lên thì 5 phút mới sau 5 phút cho mình thì mình nhắc lại. Nói đó thì nói về chị môi thâm thì mình có chia sẻ mấy clip trước ha các bạn ha, thì các bạn có thể coi lại mấy clip đó của mình ha. Thì nói về xài son có thâm hay không tới đây mình xin kết thúc nha mọi người. Mình đã lắng qua bên cái chị thâm môi luôn rồi đó, các bạn có thể áp dụng khỏi coi kia cũng được. Thì các bạn có thể áp dụng bằng chanh mật ong đó và đường nha, phải có đường nha các bạn. Đường nó tẩy tế bào và chanh nó tẩy thâm đó, là các bạn nên làm gì đó. Mình hẹn gặp lại các bạn có gì sao nha. Hẹn gặp lại các bạn, bây giờ nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like cho mình cá nhân một cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha.